Xin chào các bác đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay lên các bác mẫu xe đạp touring Jam FCR 3100, một cái dòng xe đạp touring đường phố mà em về rất là nhiều và các bác cũng cực kỳ là thích và ưa chuộng cái dòng này. Nhưng mà hôm nay em về một chiếc xe với cái tông màu này cực kỳ là hiếm nhé. Hình như là lần đầu tiên em về cái màu này, nó là cái màu xám xi măng và kẻ chỉ xanh, họ rất là đẹp. Và cái màu xám này thì theo thống kê ở trên toàn thế giới là cái màu xám xi măng này là một cái màu mà đang rất là hot trong năm nay các bác nhé. Đấy. Thì hôm nay về chiếc Jam model FCR 3100 thì xe này thì em cũng về khá là nhiều rồi, nên là tất cả mọi thứ thì nguyên zin nguyên bản hết, để AC ra, gạt đĩa Shimano Atut với 8 tầng lít, 8 lít và 3 đĩa, có 24 tốc độ khác nhau, vành bánh 700c, máy nguyên zin nguyên bản, vành nguyên bản hết các bác nhá, lốp CST, sử dụng quả lốp 700x38c các bác nhé. Lốp này thì đi thể dục trong phố thì rất là tốt. Đó, tông màu sơn rất là đẹp, màu xám xi măng và phối với màu xanh dương. Khung xe thì cũng còn tương đối là mới các bác nhé, các bác có thể nhìn trên hình hầu như rất ít vết xước, không có một vết xước nhỏ nào đáng kể cả, chỉ có xước răm răm li ti, răm răm chấm phẩy một tí thôi, nó đã qua quá trình sử dụng nên là không thể tránh khỏi đâu. Đấy, cọc yên rồi yên zin hết này, ghi đông cổ phốt. Đấy, trên ghi đông cũng được trang bị đây là tay bấm xả và phanh 3-1 của Shimano các bác nhé. Đấy, 8 speed này, và bên này là 3 với 8 lít 3 đĩa cho xe có 24 tốc độ khác nhau. Phanh V, bộ phanh là phanh V. Bọn em sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Đó, thì giá bán của chiếc xe em sẽ đề ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ xôn như này, tức là xe đã bán. Đó. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Xe đo từ tâm trục đạp đến khóa yên là 48 cm. Từ khóa yên tới tâm cổ phốt là 53 cm. Thì size xe là size M các bác nhé. Size M phù hợp với các bác đi từ khoảng 1m65 đến 1m75 đi là phù hợp. Đó, chuyển động các thứ rất là mượt. Chiếc xe rất là phù hợp cho các bác mà đang có nhu cầu mua một con xe đạp touring, trong cái việc phục vụ cái việc thể dục thể thao hàng ngày. Đấy, thì những cái dòng touring này thì nó đáp ứng rất là đủ những cái nhu cầu cho các bác. Và giá bán của xe bên em đang bán là 6.800.000, bao ship toàn quốc cho các bác chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác mà nó đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.